Ngô Long nhấc điểm. Và đây rồi, tuyệt đây. Cơ vào. Rất là cơ vào. Và một đều. Vẫn là Trường Hiếu. Rất là cơ vào. Mỗi cầu thủ mỗi người bóng rất hay. Cơ hội. Vẫn còn cơ hội, lỗi rồi, chắc chắn sẽ có thể vào bóng này. Ngọc Bôi tuyệt đây, dứt điểm, cầu vào. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào. Bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Và đi bóng không thành công đến thủ áo số 7 bên phía thủ 95. Đó là Ngô Lâm. Bước một rất hay, Minh Quyết không được. Một phong cách thi đấu rất cháy. Ngô Lâm nhấc điểm. Vào! Siêu phẩm bắt bồ lê. Quá đã bắt. Và người ghi bàn lại là Ngô Đông. Ở trận tứ kết thì Ngô Đông cũng đã tỏa sáng. Và ngày hôm nay anh tiếp tục tỏa sáng. Những bài đá quen thuộc. Quá ghê gớm. Nhập 98 mà dám chất thì đó là một điều. Đây rồi, tuyệt đây. Câu vào. Và đội người xuất sắc đến từ Minh Nghĩa. Ngày hôm nay thì Minh Nghĩa cùng với Minh Huấn thì đều là những thủ môn số 1 của bóng đá Hương Bạc thời điểm hiện tại. Vẫn là cao thủ 195 khoảng trống xuống biên. Rất kỹ thuật Ngọc Bôi. Cơ hội. Câu vào. Tuyệt đây. Rất là câu vào. Vào. Một đều. Quá hay. Liên tiếp là những tình huống bắn phá. Liên tiếp là những pha áp đầy. Một cầu thủ 95 thì đang nằm sân sau một pha va chạm. Vâng, như vậy là Trung Hiếu đã xin pha. Và liệu có lỗi cho pha bóng này không, chúng ta chờ đợi. Vâng, anh em di chuyển ra chỗ khác, không được phép vào xem khu kỹ thuật. Và sẽ để cho trọng tài có không gian thoải mái nhất. Rồi các bạn ơi. Một đều. Bàn thắng được ghi bởi Đinh Thắng đến từ vị trí của Minh Quyết. Giả trọng Trung Hiếu rất hay. Trung Hiếu lỗi rồi, và lần này thì có lẽ sẽ có thẻ vàng dành cho Ngô Long rồi. Trận bán kết quan trọng của trận cầu mà đôi khi những khoảnh khắc nguy hiểm. Cầu vào, rất cầu vào, lỗi rồi. Như thế hệ 8x. Cơ hội, câu vào. Lại một hướng chạy căn mặt nhưng không thể dứt điểm đến từ Ngô Đông. Ngô Đông cùng với lại Giàn Trọng đã có một tình huống chạy block. Anh sẵn sàng tham gia tấn công rất hay. Trung Hiếu. Vẫn là Trung Hiếu. Dứt điểm, câu vào. Và dứt điểm sở trường quen thuộc đến từ ngôi sao này. Anh vượt qua đối thủ và sau đó rê bóng vào trong dứt điểm
chân phải quen thuộc, cú dứt điểm rất mạnh nhưng bóng lại đi thẳng vào vị trí của Minh Nghĩa. Minh Nghĩa đã có một pha xử lý không khác gì đã bước một. Sân nào anh cũng hay. Đây sẽ là một tình huống đá phạt và chắc chắn là phải trèo bóng rồi. Câu vào! Phải trèo bóng có lực, bóng đi cuộn xoáy và sau đó là pha chạm đầu. Đến hậu vệ bên phía cầu thủ 95 phạt góc để theo dõi. Vì đó là sống với đam mê ở môn thể thao vua này. Vâng, như vậy là tiếng còi của hiệp 2 đã được vang lên. Câu vào! Không có phạt góc. Ngay lập tức cao thủ 95 đã tạo ra một pha tấn công đột biến và sức chiến đấu đã có bàn thắng ngưng lên. Bóng đá là một trong những môn thể thao để thể hiện được sức mạnh ý chí của mỗi cầu thủ, mỗi người bóng rất hay. Cơ hội và quay một pha xuất sắc điểm 10, một pha phối hợp 10 của cao thủ 195, không còn một lời gì có thể tả được trong tình huống phối hợp này. Cú dứt điểm quay đến từ Đức Khánh, không có một cơ hội nào dành cho Minh Nghĩa cả. Còn người đã có pha kiến tạo đó còn có ai, đó là Trương Hiếu. Và hiệp hai cái nhà đồ ông ta đang chấp đồng banh cho đội 98. Và đây ý nghĩa phản công vô đâu rất bình tĩnh. Đây là Trung Hiếu dứt điểm, câu vào. Tên tôi đã nghe thấy lối chơi cầu thủ này là đơn giản như thế nào rồi. Phản công vô Long, lại là Long. Kinh điểm câu vào ra chân của Ngô Đông. Chuyển dòng độ là như thế nào, nhưng tốc độ tốt hơn. Cơ hội nguy hiểm, câu vào. Sai sửa nguy hiểm. 89 đã tạo ra một lợi dòng vĩ đại nhất ở giải đấu này. Phản công Đàm Minh tuyệt đây, cơ hội không được, vẫn là Ngô Phú rất kỹ thuật, tốc độ quá cao và phạt công, một đánh một, không được, vẫn là cầu thủ 98 ba đánh hai, được chưa, quá mạnh rồi, đấy là không được, và phối hợp công thành công của phạt công, đi thắng, ba đánh hai, cơ hội dứt điểm, không vào, cơ hội. Dứt điểm câu vào, thay người 98 thay người. Và đây là cầu thủ có thể hình tốt, Tuấn Hưng cùng với Đinh Thắng hoàn toàn có thể tạo ra một hàng công tốt trong những pha bóng bổng rất hay. Lỗi rồi. Chiếc thẻ vàng dành cho thủ môn số 47 đó là Văn Minh. Vẫn còn cơ hội, lỗi rồi. Chắc chắn sẽ có thẻ vào bóng này. Một tình huống kéo người rất rõ ràng. Một pha phạm lỗi cần thiết ở ngoài vòng cấm. Và chiếc thẻ vàng là hoàn toàn chính xác. Thay người. Ngọc Bôi tiến đây, dứt điểm, câu vào, quá gây gớm. Và đây là Huấn Râu Xì. Huấn Râu Xì đang cho thấy được bản lĩnh, được khả năng bay múa của mình khủng khiếp là như thế nào. Lợi thì kinh rồi, nghe thấy lợi thôi. Cơ hội, không được, phá bóng rất hay. Ngô Đông, đây rồi, Ngô Long, không được. Có phép màu nào đó xảy ra không? Treo bóng, nguy hiểm, cắt bóng tốt. Vâng, đúng lúc này thì ông Tô Minh Hằng cũng nổi tiếng còi để khép lại cho trận bán kết thứ hai. Kết quả cuối cùng thì 98 đã vượt qua những người đàn anh của mình với tỷ số là 2-1.